Năm bỏ nhà theo trai của nữ diễn viên về nhà đi con 33 năm sống chung, người ta vẫn nhầm ông xã là bồ của tôi Diễn viên Ngân Quỳnh tên thật là Hồ Hồng Hạnh Cô là diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía nam Ngân Quỳnh từng ghi dấu với không ít các bộ phim truyền hình như Đam bề, lối sống sai lầm, lời nói dối ngọt ngào Thời gian này, nữ diễn viên được chú ý với vai bà Giang, vợ ông Luật, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng trong phim Về nhà đi con phát sóng trên VTV, vợ chồng bà có cậu con trai Vũ, Quốc Trường đóng, công tử, ăn chơi, chuyên thích đùa giỡn trên tình yêu của các cô gái. Vai bà Giang của Ngân Quỳnh khiến khán giả yêu mến bởi cách diễn mộc mạc, giản dị, đó là một bà mẹ yêu chồng, thương con hết mực, dịu dàng thuần chất. Nhìn nghệ sĩ Ngân Quỳnh trên phim, ít ai ngờ ngoài đời cô từng có cuộc tình dữ dội và đầy éo le trong chương trình Vợ chồng son, Ngân Quỳnh và ông xã đã có những chia sẻ khiến nhiều người giật mình. Ngân Quỳnh và ông xã Nguyễn Trung đã nên duyên được 33 năm, Ngân Quỳnh tiết lộ, mặc dù chung sống đã nhiều năm nhưng hai vợ chồng cô vẫn không có tướng phu thê, nhiều người vẫn nhầm tưởng chồng là bổ của cô, không ít lần khi ra ngoài đường, mọi người thường hỏi tôi, em đi với bạn trai à, thế là tôi lại phải giải thích, Ngân Quỳnh cho biết. Kể về mối nhân duyên giữa hai người, Ngân Quỳnh tiết lộ, ngay từ lần đầu tiên gặp đã có cảm tình với ông xã bởi anh có gương mặt rất điển trai mà cô thì mê trai đẹp khoảng năm 1985 đến năm 1986, lúc đó tôi đang diễn ở TPHCM hồi đó toàn đi xe đạp, về than với mẹ, mẹ liền ký hợp đồng ra Huế diễn, ra Huế, lương quỳnh được 600 đồng, những ngày đầu ra Huế buồn ơi là buồn, chỉ muốn về TPHCM may mắn gặp được ông xã, thấy anh chàng cũng đáng yêu, đẹp trai. Còn ông xã cũng thấy ấn tượng về cô diễn viên thành phố Hồ Chí Minh xinh đẹp, nước da ngăm đèn, tình cảm cứ thế nhen nhóm nhưng anh không dám nói ra hai lần bỏ nhà theo trai cho đến một ngày khi ngân quỳnh bị cảm anh đưa cho cô hộp dầu cù là dưới hộp có lá thư nho nhỏ anh rất quý mến em nói đúng hơn là anh đã yêu em mặc dù rất muốn đến với chàng trai thầm thương trộm nhớ nhưng vì gánh nặng kinh tế gia đình đè nặng lên vai phải đỡ đần mẹ mua nhà chăm em ăn học mà ngân quỳnh đành nói với nguyễn trung nếu thực sự yêu em thì anh chờ em một vài năm rồi lúc đó mình kết hôn cả hai lén lút yêu không dám cho mẹ ngân quỳnh và đoàn biết chuyện tình của họ giấu kín được gần một năm thì một ngày nọ mẹ ngân quỳnh giặt gối cho cô tìm thấy lá thư bà cảm động khi biết ngân quỳnh lo nghĩ cho gia đình hy sinh tình cảm bà gọi con gái ra động viên mẹ thấy trung cũng dễ thương đó con nói ba mẹ nó đến nói với mẹ một tiếng đi vì bố mẹ đã mất nguyễn trung nhờ mợ tới thưa chuyện nhưng bỗng nhiên mẹ ngân quỳnh đổi ý vì không muốn con gái lấy chồng xa quê lúc đó mẹ phá hợp đồng ở huế luôn kêu quỳnh vào quảng ngãi diễn có tiền mới ra TPHC mở Quỳnh nghe lời mẹ lắm nhưng trong lòng vẫn nhớ người yêu đứt ruột đứt gan. Ngân Quỳnh nhớ lại. Nguyễn Trung sau đó tìm ra được tung tích của người yêu. Cả hai gặp nhau khóc như mưa. Em ơi tình hình không ổn. Mình trốn thôi. Nguyễn Trung nói với Ngân Quỳnh. Thế rồi, Ngân Quỳnh trốn ra Huế làm đám cưới với bạn trai mà không có cha mẹ. Họ hàng hai bên chứng kiến. Ở một năm Quỳnh nói nhớ nhà, nhớ mẹ. Tôi để Quỳnh về thì mẹ giữ lại luôn. Không cho đi. Ông xã Ngân Quỳnh tâm sự. Một ngày Ngân Quỳnh đang lau nhà thì thấy dấu chân quen thuộc, nhìn lên nước mắt rớt khi thấy ông xã, rồi ông dọa một ngày nào đó, em đi thấy ai ngồi vá xe ngoài đường thì đó là anh. Quỳnh nghe vậy sợ quá, lại trốn cùng anh. Lần trốn thứ hai này tôi ở lại Huế đến khi có con luôn, 10 năm, khi tôi mang bầu mẹ mới chấp nhận. Kể từ đó đến nay, cuộc sống của Ngân Quỳnh bước sang một trang tươi đẹp hơn, cuộc sống hôn nhân ngập tràn tình yêu thương của Ngân Quỳnh khiến bao người hâm mộ ông xã hết mực quan tâm, chăm sóc cho Ngân Quỳnh. Anh gác lại ước mơ nghệ sĩ để ngày ngày đưa Ngân Quỳnh đi quay, phụ vợ chăm con lúc vợ vắng nhà. Tôi không buồn vì vợ đã hy sinh theo mình từ lúc trẻ. Tôi cũng muốn đi làm nhiều hơn, nhưng mỗi lần muốn bắt tay vào làm thì lại nghĩ đến việc đưa con đi học thêm, đưa vợ đi làm. Đâu có thời gian, ông xã nói về lý do giang dở với nghiệp diễn. Con trai của hai vợ chồng giờ đã đã trưởng thành và đi du học tại Úc. Nhớ lại ngày xưa, Ngân Quỳnh xúc động kể rằng, thời đói nghèo, đi ăn phở với nhau, lúc nào anh cũng vớt hết phần thịt của mình sang tô của tôi. Có thể nói, những thành công của Ngân Quỳnh hiện tại có bóng dáng ông xã ở trong đó, anh là chỗ dựa vững chãi giúp cô vượt qua mọi gian khó. Phương Nhung